Bà con cô bác thân mến, chúng ta đều biết rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Chính vì thế mà chúng ta sẽ có xu hướng tìm đến các loại nhân sâm bồi bổ cơ thể cũng như các loại thực phẩm chức năng. Thế nhưng lại không biết rằng trong tự nhiên, thông qua việc ăn uống và nghỉ ngơi hàng ngày, chúng ta đã có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Trong đó phải kể đến 3 loại củ được coi là thần dược tự nhiên, đánh bay căn bệnh ung thư, càng ăn càng sống thọ. Vậy để biết 3 loại củ đó là gì và công dụng của nó đối với sức khỏe ra sao, bà con cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong video ngay sau đây. Loại củ đầu tiên đó là củ khoai tây. Nhiều người chỉ biết rằng khoai tây có lượng calo rất thấp và có thể thay thế gạo như một loại thực phẩm chính, nhưng ít người biết rằng khoai tây thực sự có giá trị dinh dưỡng rất cao. Khoai tây nhìn bề ngoài cục mịch xấu xí nhưng lại giàu vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin C cũng như có rất nhiều khoáng chất vô cùng cần thiết đối với cơ thể. Khoai tây không chỉ là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn được biết đến với 8 công dụng của khoai tây rất tốt cho sức khỏe của bà con. Tinh bột có trong khoai tây sẽ có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết cũng như các loại ung thư đường ruột. Tăng cường bổ sung khoai tây vào chế độ ăn uống sẽ giúp bà con tăng cường sức khỏe một cách hiệu quả. Riêng đối với những bệnh nhân mắc bệnh lý về gan, thận có thể khiến mặt sưng phù nề, gây đau đớn, khó chịu cho cơ thể. Và để giảm tình trạng này, bà con nên sử dụng khoai tây giã nhỏ cũng như bổ sung các món ăn khoai tây vào khẩu phần ăn của mình. Chất xơ, kali, vitamin C, vitamin B6 có trong khoai tây đều có tác dụng hỗ trợ sức khỏe của tim mạch. Khoai tây chứa một lượng đáng kể các chất xơ giúp giảm nồng độ của cholesterol trong máu, qua đó làm giảm nguy cơ bị bệnh. Đặc biệt là vitamin C, một chất chống oxy hóa rất tuyệt vời, giúp ngăn ngừa các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Không chỉ vậy thì vitamin B6 còn ngăn chặn sự tích tụ của một hợp chất được gọi là homocysteine. Quá nhiều hợp chất này tích tụ trong cơ thể có thể làm hỏng các mạch máu dẫn đến đau tim. Choline có trong khoai tây giúp ngủ ngon, xây dựng cơ bắp chắc khỏe hơn, tăng cường khả năng học tập và trí nhớ. Choline còn giúp duy trì cấu trúc của màng tế bào, hỗ trợ việc truyền các xung thần kinh cũng như có tác dụng giảm viêm rất hữu hiệu. Ngoài ra thì khoai tây còn giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh khoai tây thì còn có hai loại củ vừa có thể luộc lại vừa có thể hấp hay chế biến thành rất nhiều món ăn ngon, không chỉ bổ dưỡng mà còn phòng tránh được bệnh ung thư. Đầu tiên đó là củ cà rốt. Cà rốt là một thực phẩm rất giàu caroten, chất này có thể chuyển hóa thành vitamin A cần thiết cho cơ thể con người sau khi hoạt động của các enzyme trong ruột. Cơ thể con người sẽ thiếu hụt vitamin A, rất dễ mắc các bệnh về khô mắt, quáng gà, khô da và mắt, đường hô hấp và đường tiết niệu. Khả năng chống nhiễm trùng của niêm mạc đường ruột sẽ bị giảm sút. Thiếu hụt vitamin A ở trẻ nhỏ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của răng và xương. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ăn cà rốt có thể ngăn ngừa được các nguy cơ bị ung thư phổi, ung thư vú, ung thư ruột kết. Sở dĩ có điều này là bởi vì cà rốt có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như polyacetylene, phacarinol có khả năng chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư bằng cách tiêu diệt các tế bào tiền ung thư trong các khối u. Chính nhờ vào tác dụng này mà cà rốt có đặc tính chống ung thư cực kỳ hiệu quả, cũng như ức chế sự tăng trưởng của các gốc tự do gây nên tế bào ung thư. Nếu mọi người uống nước ép cà rốt 3 lần mỗi ngày, nó có thể làm giảm huyết áp và có tác dụng chống bệnh ung thư phổi. Các chuyên gia cho rằng, những người hút thuốc lá ăn cà rốt thường xuyên sẽ có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp hơn rất nhiều so với những người không ăn cà rốt. Bên cạnh đó, thì cà rốt còn chứa lipid, protein, glucid, nước, cellulose, các muối khoáng và vitamin B1, B2, E, D, v.v. Nước ép của cà rốt bôi ngoài da sẽ chữa một số bệnh như là mụn nhọt, nấm, chàm, bỏng, vết thương lở loét, đồng thời cũng hỗ trợ kích thích và thúc đẩy quá trình tự chết của các tế bào gây bệnh ung thư, hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch cho toàn bộ cơ thể, chống hình thành các khối u bướu, chống oxy hóa, ngăn cản và ức chế sự tập trung của các mạch máu mới, từ đó cắt đi nguồn cung cấp dinh dưỡng cho tế bào ung thư, hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, giúp nâng cao chất lượng của cuộc sống, giảm sự hình thành của huyết khối, giảm các cơn đau nhức do bệnh ung thư gây ra và tăng khả năng chữa khỏi bệnh. Ăn cà rốt mỗi ngày giúp hỗ trợ rất tốt cho bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người tiểu đường type 2, người cao huyết áp, tim mạch. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose khi bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Để làm nước ép cà rốt để tăng cường sức khỏe thì rất đơn giản, nhưng để làm được nước ép phòng bệnh ung thư thì không phải ai cũng biết. Bà con có thể tham khảo cách làm sau đây. Nguyên liệu bao gồm 6 củ cà rốt loại vừa, 1/2 quả chanh đã lột vỏ, một nhánh nhỏ gừng tươi, một nhánh nhỏ nghệ tươi. Nếu không có nghệ tươi, bà con có thể thay bằng 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1/8 muỗng cà phê bột quế và một chén nước lọc.
cà rốt, gừng, nghệ, chanh, bà con rửa sạch và gọt vỏ. Sau khi có đầy đủ tất cả các nguyên liệu trên, bà con cho lần lượt vào máy xay sinh tố và xay thật nhuyễn. Hỗn hợp sau khi xay sẽ dùng dây lọc lấy nước, sau đó thì mới quậy chung với bột quế và uống. Chia đều thành nhiều lần sử dụng trong ngày, khoảng 2 đến 3 lần. Nếu không quen với mùi vị của loại thức uống này, bà con có thể pha thật loãng với một ít nước để thưởng thức. Và loại củ cuối cùng mà chúng tôi nhắc đến trong video ngày hôm nay đó chính là củ sen bà con ạ. Củ sen được sử dụng rất nhiều trong các món nấu, xào, canh, hầm, v.v. Thế nhưng mà không phải ai cũng biết đến công dụng của loại củ này đối với sức khỏe. Trên thực tế thì củ sen có chứa rất ít calories nhưng lại nhiều chất xơ. Ngoài ra thì nếu tiêu thụ lâu dài, đây có thể là một thực phẩm giúp chúng ta duy trì sức khỏe do có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Củ sen là một kho dự trữ các vitamin và khoáng chất như kali, phốt pho, đồng, sắt, mangan, thiamin, pantothenic, axit, kẽm, vitamin B6, vitamin C, v.v. Củ sen cũng chứa một hàm lượng tiêu chuẩn chất xơ và dầu protein thực vật. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C rất cao. Nếu ăn khoảng 100g củ sen, cơ thể của chúng ta sẽ cung cấp đến 73% nhu cầu của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C được biết đến là một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, có lợi cho cơ thể. Nó sẽ giúp loại bỏ các gốc tự do, một nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh tật, kể cả là bệnh ung thư trong cơ thể của bà con, đồng thời sẽ ngăn chặn sự tấn công của các bệnh như tim mạch và ung thư. Nó giúp duy trì sự vững chắc của các thành mạch máu, làm đẹp cho da và bảo vệ da khỏi các tình trạng nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn. Do đó mà vitamin C có trong củ sen còn làm tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Củ sen có chứa tannin, một chất làm xe có tác dụng bảo vệ gan. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tannin có trong củ sen sẽ cải thiện các bệnh về gan như bệnh phì đại gan, bệnh gan nhiễm mỡ do không rượu. Củ sen có nhiều chất chống oxy hóa để phòng ngừa các bệnh chết người như ung thư. Cơ thể cần phải trang bị một lượng lớn các chất chống oxy hóa từ chế độ dinh dưỡng để chống lại những tổn thương do gốc tự do gây nên. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn củ sen có thể giúp bồi đắp lượng dự trữ các chất chống oxy hóa trong cơ thể của con người. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng củ sen có tác dụng hạ sốt tương tự như thuốc hạ sốt. Trong các bài thuốc đông y của người Trung Quốc, thường sử dụng củ sen để giảm nhiệt cho cơ thể vì nó có chứa tính mát. Bà con có thể chế biến thành một bát canh rất đơn giản từ củ sen và cho người bệnh uống để hạ sốt cực kỳ hiệu quả. Củ sen cũng là một trong những loại thực phẩm hiếm có nguồn gốc từ thực vật mà chứa sắt và đồng cao. Do vậy, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo máu cho cơ thể, giảm nguy cơ bị các bệnh như là thiếu máu, một căn bệnh rất phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Ngoài ra, thì loại củ này còn giúp kích thích tuần hoàn máu và tăng lưu thông máu, nên nó là một thực phẩm cực kỳ tốt cho những ai bị thiếu máu sau sinh hoặc những người bị bệnh rong kinh. Hơn nữa thì củ sen cũng rất giàu kali, có thể giúp điều hòa nhịp tim và giữ huyết áp của chúng ta ổn định hơn. Bên cạnh đó thì đây cũng là một loại thực phẩm giúp làm giảm sự căng thẳng, điều hòa mạch máu, giúp cân bằng giữa natri và kali trong cơ thể để điều hòa việc tiết mồ hôi. Ngoài ra thì việc thường xuyên bổ sung vào thực đơn ăn uống của mình còn hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và nó làm giảm các triệu chứng táo bón cũng như tăng cường hấp thu dinh dưỡng, đồng thời kích thích sản xuất các tế bào thần kinh não, ngăn chặn tình trạng mất trí nhớ khi bà con về già. Tuy nhiên thì bà con cũng cần phải lưu ý rằng khi ăn củ sen ở dưới nước rất có thể là chúng sẽ bị nhiễm bẩn, nhiễm vi trùng, vi khuẩn bám ở bên ngoài. Vậy nên khi chế biến tốt nhất là phải sơ chế thật sạch sẽ trước khi ăn. Một thói quen ăn uống giàu chất xơ, ít chất béo bao gồm thực phẩm giàu dinh dưỡng kết hợp với việc tập thể dục, thể thao thường xuyên không chỉ giúp duy trì cân nặng ổn định mà còn tăng cường phòng chống ung thư một cách hiệu quả. Nếu thấy cơ thể đó bắt đầu cảm thấy nặng nề nên ăn ít hơn, hạn chế các thực phẩm có chứa đường để cơ thể có thể giảm bớt gánh nặng lên gan, thận và tim mạch. Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo rằng một trong những yếu tố dẫn đến các bệnh ung thư đó là do chế độ ăn uống mỗi ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 30% người mắc bệnh ung thư được cho rằng có liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Nhiều bằng chứng cũng cho thấy rằng việc hấp thụ thường xuyên các thực phẩm chứa nhiều mỡ, sữa nguyên bơ, thịt hun khói hay thịt ướp muối có thể dẫn đến các căn bệnh ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư đại tràng và trực tràng. Ngược lại, các loại rau xanh, củ, quả tươi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như vitamin, chất xơ sẽ góp phần bảo vệ và giảm tỷ lệ mắc bệnh. Theo chuyên gia, việc ăn uống hợp lý có thể giảm 35% các ca tử vong do ung thư. Ngoài 3 loại củ mà chúng tôi đã vừa gợi ý có khả năng phòng bệnh ung thư, các gia đình nên bổ sung thêm các loại rau xanh, trái cây phổ biến mà Việt Nam luôn sẵn có như cam, bưởi, quýt nhằm tăng cường cung cấp vitamin C cho cơ thể và đặc biệt là nên uống nhiều trái cây tươi.
Ngoài ra thì bà con cũng cần chú ý đến những loại rau có chứa nhiều vitamin A, bởi vì loại vitamin này là rất cần thiết cho cơ thể của con người. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cả hai loại vitamin C và A đều có tác dụng bảo vệ cơ thể chống khỏi bệnh ung thư. Nói chung là các loại rau tươi như bắp cải, su hào, cà rốt là những thức ăn rất tốt, nhiều vitamin, muối khoáng, có lợi cho sức khỏe và đồng thời chống lại được rất nhiều căn bệnh ung thư quái ác. Bà con cô bác thân mến, có thể nói thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là nó còn là nhân tố quyết định đến sức khỏe và tuổi thọ. Chính vì thế mà trong cuộc sống dù có bận rộn đến đâu, bà con cô bác cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe của chính mình và gia đình của mình nhé. An tâm sống khỏe, cùng bà con cô bác chăm sóc sức khỏe gia đình.